Hello anh em nha. Thì hôm nay cho cá dùng chỉ nè. Anh em nhìn dùng chỉ ăn rất là đỏ, rất là tươi luôn. Cho cá em mà ăn rất là tốt luôn nha. Còn đây là những khay cá em vừa lựa ra rồi một lát đóng gửi cho khách nha anh em. Dumbo coi nè anh em ơi. Hàng tuyển giống rất là đẹp luôn ha. Rồi đây là rồng xanh platinum nè. Rồi full gold ghi bông ha anh em. Rồi rồng tím màu sắc đồ rất là nhiều luôn nha. À, bây giờ sẽ cho cá ăn. Thì một ngày em sẽ cho ăn một cử dùng chỉ nhẹ nha anh em. Thì đây là buổi buổi chi chưa trưa rồi nha. Hôm nay thì trời hơi mưa, trời cá ăn ít thôi anh em ơi. À, full gold nè anh em. Mấy con này thì nó hơi nhát, full gold nó rất là nhát người luôn anh em. À, gặp người lạ là nhát à, mình nhờ cameraman quay giùm mình á cho nên hơi nhát. Đây là full gold nha, cái bầy cá này khoảng tầm 1 tháng mấy 2 tháng rồi nha anh em. 1 tháng trở lại rồi nha. Nó rất là to luôn rồi. Đây là rồng xanh platinum nè. À, trên thân có một lớp platinum rất là đẹp luôn anh em. À, cho sang. À, cho dùng chỉ con cá body rất là mập luôn nha anh em. Còn bên đây là Dumbo rồi nha. Đó, sai cá con anh em. Cá tơ khoảng tầm 1 tháng tuổi ha. Đó, anh em thấy không? Đang bung ở trơn rồi, rất là đẹp luôn. Đây là rồng xanh luôn nè. Trên hồ bên đây thì còn ít cặp. Bên đây là gòn luôn nha anh em. Mấy con này hơi nhát một xíu. Đây là Dumbo coi. Dumbo coi này nó hơi nhát người anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Em còn ít cặp Dumbo coi thôi nha anh em, hàng tuyển giống nha. Hôm hổm vừa lựa cái được khoảng tầm mười mấy 20 cặp gì đó. À, vừa lên khách sắp hết rồi. Còn mấy con cá đẹp không à, anh em thấy không? À, cái bộ cá này rất là đều luôn anh em. Nó hơi nhát một xíu ha, để một lát nó sẽ bơi ra nó ăn à. Còn bên đây là rồng xanh luôn nè. Vô mới chờ anh em thấy không? À, nó gặp người lạ nó sẽ nhát đó anh em. Đây là mấy con full gold nha. Full gold gain. Một hồ này hổm nhiều luôn, giờ bán còn mấy ít cặp hả? À. Để không muốn em quên lên clip lại cho anh em xem. À, đây là Dumbo. Đây là Dumbo Big E nha anh em. Size cá là khoảng tầm 2 tháng tuổi nha. Size như vậy nha anh em. Khoảng tầm 2 tháng tuổi thôi đó. Đó, đang lên nha anh em. Từ từ nó sẽ lên màu hết trơn rồi. Tay bơi sẽ bự ra nữa nha. Còn đây là cái hồ cá mái nè anh em thấy không. Size cá còn tôm luôn. Khoảng tầm 10 ngày nữa là ok đó anh em. Còn đây là Dumbo sọt nha. Anh em thấy anh nó sọt thì nó sẽ ngắn hơn một xíu nha anh em. Thì em sẽ chuẩn bị xả cái bầy sọt rồi nha anh em. Tại vì nó lên chống mái nhiều quá trời lộn xộn làm biếng bán quá. Còn cái bầy này nhiều nè anh em ơi. Cái bầy này thì mới vừa tách trống ra một ít thôi đó. Mà hôm nay nó bự rồi nè. À, hồ này khoảng tầm 40 con nhiều lắm anh em. Phải 50 con à, chơi luôn nha. Rồi đây là cái hồ cá giống nè. Cá giống này em sẽ bổ một cái lồng đẻ như thế này ha. Rồi khi nó đẻ sẽ cá sẽ bơi ra ngoài vậy anh em. Hoặc là em sẽ vớt con cá ra ngoài cho đẻ nha. À, hồ cá giống thì có một số con trống nó bị gắt tay bơi ở trên rồi. Đa phần là nó cắn nhau á anh em. Hồ này cũng Dumbo luôn nha. Đó, sai khoảng tầm 2 tháng, 2 tháng hơn một xíu à. Mới vừa lên rồi nha anh em. Còn tơ lắm. Này cái hồ này Dumbo tuyển giống bên em á nè. Mấy hồ có giống của em thì đa phần là tay bơi sẽ bị gắt này kia chân nha anh em. Tại vì nó cắn nhau đó anh em. Thì không quan trọng nha. Chiếu là bộ gen thôi. Cái hồ này là tách chống mái được rồi nè anh em ơi, thấy không? Nó chống lên màu và platinum rồi tay bơi khá là dài rồi nha anh em. Tách chống mái là cái nó còn bung dữ nữa nha. Đó, anh em thấy không? Cá rất là đều sai luôn nha. Cá con nè. Cái hồ này cũng vậy luôn nha anh em. Cái hồ tách chống mái được rồi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Thì size cá khoảng tầm 2 tháng thôi anh em, luôn khoảng tầm 20 ngày nữa thôi là con cá nó cực kỳ đẹp anh em. Nó tay bơi lên dài đấy ha. Bên em thì Dumbo số lượng rất là nhiều luôn nha, anh em yên tâm nha. Có cần cái hàng giống Dumbo này thì liên hệ cho em. Đó, Dumbo. Mấy con này còn tơ lắm anh em, mới vừa bung ha. À, em sẽ lựa ra có một số hồ cá chưa đạt em sẽ phơm hay là em sẽ bỏ ra riêng ha. Mấy con đẹp em sẽ bán cho anh chị em. Thì Dumbo bên em có số lượng nhiều cho nên bán giá sẽ mềm thôi nha anh em, khoảng tầm 40 ngàn một cặp, 50 ngàn một cặp, 60 ngàn một cặp cũng có luôn nha. À, qua bên đây. Đây hồ cá mái mà hết cá rồi. À, mấy con này nó trốn bên trong hết trơn rồi anh em. Hồ cá giống nè. À, sẽ để con trùng chỉ vô. Cho mấy con cá giống con trùng chỉ nó sẽ mập anh em và nó đẻ rất là nhiều luôn nha. Rất là tốt cho cái màu luôn. Nhưng mà anh em cho ăn thì mình nên lưu ý mình xử lý trùng thì là sạch luôn nha. Để hạn chế mầm bệnh cho con cá này, dễ bị bệnh đường ruột lắm luôn nha. Đó, Dumbo. Hồ này hồ có giống rất là lâu rồi nè. Bên đây này còn mấy con Molly rồi nuôi chung cho bảy màu luôn anh em. Rất là đẹp ha. Đó. Thì anh em có cần cái hàng giống nào thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo. Em để góc phải màn hình đó nha anh em. Dumbo này rồi full gold rồi ha. Nè Dumbo nè. Mà hồ này hồ máy Dumbo cho anh em đang phơm. Em thường thường á là em sẽ tách chống máy riêng để cho mà hạn chế dính bầu anh em, để mình bảo toàn được số lượng cá ha, để mình gọi là mình giữ được số lượng cá anh em. Khi nào mình cần cho đẻ thì mình ghép vô thôi nha.
với lại giữ được cái bộ gen tốt cho chất lượng nha anh em. Đó. Anh em thấy cái hồ cá nó hơi phân cặn dơ thôi, nhưng mà con cá sống rất là khỏe nha anh em. Tại vì con cá nó đã quen với môi trường này rồi anh em ơi, nên anh chị em yên tâm ha. Đó, hồ Dumbo đẹp quá anh em. Cái hồ lên rất là đẹp luôn nè anh em thấy không? Đó, chống máy đều đều sai ha. Hồ là tách chống máy ok rồi đó, là cực kỳ đẹp luôn. Hồ này cá máy không à. Đa phần em nuôi cá em sẽ tới cái lứa khoảng tầm 2 tháng tuổi là em sẽ tách chống máy riêng hết trơn luôn. Để cho nó giữ cái bộ gen tốt ok. Hồ Dumbo nè anh em thấy không? Đó, hồi nãy giờ quay là toàn Dumbo không nha anh em. Quá trời cá luôn. Cá tơ full gon đó nha anh em, full gon nè. Mấy con gon này nhát người lắm luôn, mình cho ăn mà nó gặp người lạ hay là nó chạy trốn mất tiêu chưa. Đó, Dumbo. Dumbo thì anh em nuôi nền nào cũng được, nên nền tối thì cái màu sẽ sáng hơn nha anh em. Còn full gon là phải nuôi nền trắng hoặc nền vàng thôi nha, cứ hai nền được thôi. Đó, Dumbo luôn nha. Hồ này hồ full gon giống nè, hầm hở bị bệnh nè, em đang trị bệnh nha anh em. Thấy nó khỏe rồi cho ăn một ít trùng chỉ luôn. Rồi tiếp theo hồ Dumbo này. Hiện tại là size cá khoảng tầm 2 tháng khá là nhiều nha anh em, khá là nhiều cá luôn á. Rồi sẽ đi dài dài đây sao coi cái hồ nào chưa cho ăn mình sẽ cho ăn tiếp nha anh em. Như hồ này nè. Đó, mô ly rồi 7 màu nha. Đó, đây là HP Zalo nè anh em. Cái hồ hay giờ một xíu lâu mà không có kỳ cửa. Cái này thì có Blue Gas Gibbon Minxi nè. Còn một ít cá để lại nuôi làm giống nha anh em. Và đằng sau này thì em có gồng đỏ nha. Gồng đỏ này thì chống sai cá hơi lộn xộn một xíu. Silvigado nha anh em. Sai cá này ôm bầu nè, phải con cá giống của em nè. Đây hồ cá cá con. Cá con khoảng tầm 20 ngày tuổi với anh em. Khoảng tầm 20 ngày tuổi bị lớn rồi đó, không bự đâu. Cho ăn trùng chỉ đâu rất là mập luôn, khoảng tầm 20 ngày tuổi thôi. Này là khoảng tầm 10 ngày tuổi đổ lại ha. Đó, này thấy không, cho cục trùng là con cá nó ăn từ từ, nó rỉa từ từ nha anh em. Ca sai như vậy là mình cho ăn trùng là con cá rất là mau lớn luôn nha. Ăn tầm 10 ngày tuổi cho ăn trùng là thấy là ok rồi đó. Sai như vậy là cho mau lớn nha. Nè cái hồ này sai lớn hơn một xíu, khoảng tầm 15 ngày tuổi. Cái hồ này khoảng tầm gần 2 tháng tuổi nha anh em. Gần 2 tháng á, chắc không tới đâu nè. Anh em thấy cá bầy không, cho nó ăn nó rỉa rất là ok luôn nha. Từ từ con cá sẽ lên màu. Rồi cá con nè, cá này mới cho ra hồ nha anh em. Đó, bắt đầu mình tập cho ăn trùng, nó sẽ bu nó rỉa từ từ nha. Hồ này luôn nè, hồ này cho ăn trùng là khá là ok rồi. Hôm nay thì trời hơi tối với anh em, tại vì đang chuyển mưa nè, đang cho cá ăn mà trời chuyển mưa. Cho anh em xem cái hồ hy sinh của mình nè. Mấy con Dumbo bị gắt tay bơi đồ anh em. Gắt tay bơi bán không được, gắt đuôi đồ ha, thì em để vô cái hồ hy sinh đây nè. Anh em thấy không, rất là đẹp luôn nha. Full gold nữa anh em, rồi nuôi tật văn nữa ha. Đó, mình nuôi hy sinh chơi thôi. Rồi qua mấy hồ bên đây Dumbo. Wow, Dumbo hôm nay thấy cho ăn cánh lớn ghê nè. Mới hầm hở mấy con nhỏ xíu anh em thấy không. Có coi mấy clip trước của mình ha, nhỏ xíu à. Quay lại hôm nay mới có là mấy ngày thôi mà con cá lên màu rồi nó lên chống mái đồ khá là ok nha. Cho ăn trùng chỉ rồi cám rồi em trộn đi làm phần vi sinh tổng hợp ở gì à? Mang tiêu hóa rồi vitamin tổng hợp anh em, cho con cá mau lớn ha. Đó. Anh em nuôi cái hồ bự á, mà cá ít thôi con cá rất là mau phát triển luôn nha. Bên đây còn ít con, hầm hầm bán hết mớ rồi, còn ít con rồi ha. Thường thường cá em thấy là Dumbo đẻ ra là mái nhiều hơn trống anh em, trống ít hơn mái. Rồi qua cái hồ cá giống bên đây. Hồ Selvigado đẹp quá nha anh em. Cái hồ đẹp lắm luôn nè. Chắc em để ra làm giống luôn quá. Hôm hổm trời mưa anh em mới ngủm hết mớ cá mái à, còn cá trắng không à. Bên đây thì Dumbo. Dumbo này hồ này còn khoảng tầm 5-7 cặp và hết cá rồi. Đây thì hồ cá con. Hồ này cho ăn trùng chỉ mau lớn quá trời luôn. Hôm hổm nhau xíu thôi giờ cho ba lửa trơn ha. Full gold nè anh em, full gold gen nha, mà cá rất là vàng luôn anh em. Anh này là có bắt cái hàng này hú em ha. Đó, em quay sơ sơ anh em xem thôi nha. Đó, full gold rất là đẹp luôn. Rồi qua đây cho anh em xem cái hồ full gold của mình. Hồ này không sắp hết rồi nhưng mà còn ít cặp rồi ha. Cá nào mà chưa đạt thì em sẽ bán giá khác anh em.
giá mềm hơn ha. Còn mấy hồ mà cá đẹp ok thì giá tiền hợp lý cho anh chị em ha, với combo ưu đãi nha anh em. Còn mà cá chưa đạt, chưa chắc, không đạt, không chất lượng thì em sẽ bán giá mềm thì tặng thêm cho anh chị em cũng có nữa ha. Đó, rồi combo làm giống nè, hồ cá giống của em nha anh em. Đó, anh em thấy không, con nào cũng đẹp chân luôn. Mỗi cá là bị gách tay bơi, tại vì nó cắn nhau anh em, chống mái để với nhau nó cắn nhau, nhiều khi đấu quá cắn nhau luôn á. Đó, anh em thấy không, cá sao nào con nào cũng đánh cho bá lửa luôn, combo hàng giống mà. Rồi quay qua đây cho anh em xem rồi nha. Nè, hồ combo giống của mình anh em thấy không, mò khoảng tầm 10 con mái á, 10 con giống, 10 con mái. Hàng này là cho làm đẻ, là bao cho đẻ là bao chất lượng luôn anh em, cho ra được con khá là ok nha. Thôi bơi con nào cũng đánh dây phèn luôn, gồng đỏ BDSH môn nha anh em. Còn khoảng tầm 1, 2, 3, 7, 8 cặp thôi nha anh em, 8, 7, 8 cặp nha, nên là có bắt hết luôn nha, để giá mềm cho anh em thôi. Nè, đây là combo hàng giống này em vừa lựa ra nè anh em, lựa được khoảng tầm chục cặp rồi nha. Anh em thấy không, con nào cũng đánh, anh em nhìn cái trống nha, tay bơi rất là dài luôn nha. Đó, đang lựa ra hết rồi. Ở đây là Molly nha anh em, Molly nè, nuôi Molly thì nuôi chơi thôi, chứ không có bán nha. Rồi bên đây là hồ gôn tuyển giống nha anh em, full thuốc sành, hàng tay bớm luôn, lông e luôn anh em, rất là đẹp nha. Rồi thì nói chung là em quay clip cho anh em xem giải trí thôi nha, cho cá ăn rồi chia sẻ kinh nghiệm luôn nha anh em. Rồi anh em nào có thích thì cho em xin một like và một đăng ký kênh YouTube nha. Rồi chào tạm biệt anh chị em.